Thưa quý vị, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức hấp dẫn nhất, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các video clip được đăng tải trên kênh Tin Mới Nhất. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, bản tin 24 giờ xin được chuyển đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất về tình hình thời tiết trên cả nước. Trước khi đi vào nội dung bản tin, chúng tôi xin điểm qua những thông tin chính ngay sau đây. Mưa rét trên diện rộng ở Lào Cai, Sapa ngập lụt giữa đêm. Mưa đá ở Lào Cai, 105 nhà dân bị hư hỏng. Cảnh báo lốc sét, mưa đá ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, vùng cao chủ động ứng phó với mưa đá, dông lốc và sạt lở. Mưa rét diện rộng ở Lào Cai, Sapa ngập lụt giữa đêm. Kính thưa quý vị, không khí lạnh tăng cường gây mưa, mưa rào ở khắp Lào Cai, kèm theo dông rải rác. Một số khu vực mưa lớn gây ra ngập cục bộ. Quan trắc của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho thấy, lượng mưa gia tăng đáng kể so với những ngày trước, phổ biến trên 50 mm. Thị trấn Phổ Lu của huyện Bảo Thắng mưa nhiều nhất với lượng mưa trên 75 mm. Còn tại khu vực chợ trung tâm Sapa, hệ thống cống gặp mưa lớn không tiêu thoát kịp gây ra ngập lụt cục bộ, nhiều xe bị ngập nước. Không khí lạnh ảnh hưởng cũng khiến nền nhiệt tại địa phương ở Lào Cai giảm thấp, lạnh nhất là ở Sapa, trời chuyển rét đậm với nhiệt độ xuống dưới 15 độ C. Thông tin dự báo cũng cho thấy ngày và đêm nay, thời tiết tại Lào Cai vẫn diễn biến xấu với mưa dông và giá rét. Từ ngày mai trở đi, mưa giảm về lượng và diện, nhiệt độ tăng nhẹ. Tuy nhiên, một số khu du lịch như Sapa, Y Tý vẫn có xu hướng mưa, chủ yếu vào đêm. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân đi du lịch ở vùng cao cần mang theo ô, áo mưa và áo ấm. Trong quá trình di chuyển, chú ý đề phòng trơn trượt. Ngoài ra, trong cơn dông cần đề phòng gió giật, sét đánh nguy hiểm. Mặc dù mưa rét có thể gây nhiều trở ngại đối với khách du lịch, nhưng đối với ngành nông nghiệp, những cơn mưa rào trên diện rộng sau thời gian dài khô hạn được ví như mưa vàng mưa bạc, cung cấp nước dồi dào cho các hồ thủy điện và đồng ruộng, giảm thiểu nguy cơ cháy rừng, nhất là ở những khu vực có rừng bảo tồn như Sapa và Y Tý. Mưa đá ở Lào Cai, 105 nhà dân bị hư hỏng. Với cường độ mạnh, trận mưa đá kéo dài khoảng 10 phút đã làm hư hỏng 105 nhà dân và một nhà văn hóa ở địa phương. Theo đó, trận mưa đã xảy ra tại khu vực huyện Mường Khương của tỉnh Lào Cai. Trận mưa đá với mật độ dày, đường kính viên đá từ 1,5 đến 3 cm, cá biệt có viên đường kính lên 5 cm. Tại xã Lùng Vai, Thanh Bình, Nậm Chảy, Cao Sơn và La Ban Tần, do nhà dân phần lớn lập bằng tấm bro xi măng nên đã bị thủng, vỡ và hư hỏng nặng. Xã Nậm Chảy bị thiệt hại nặng nhất, có đến 57 ngôi nhà bị hư hỏng trên 70% phần mái lợp và một nhà văn hóa thôn Sấn Bản bị hư hỏng nhẹ. Theo ông Cư Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Chảy, mưa đá xảy ra ở các thôn Cốc Ngù, Sấn Bản, Cốc Dâm, trong đó thôn Sấn Bản bị nặng nhất. Trong đêm, xã Nậm Chảy huy động lực lượng tại chỗ bao gồm công an viên, dân quân, các đoàn thể thanh niên, phụ nữ giúp người dân có nhà bị mưa đá làm hư hỏng đến ở tạm các hộ gia đình xây kiên cố trong thôn. Đến sáng nay, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tại huyện đã phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn kiểm tra thống kê tình hình thiệt hại, huy động các lực lượng tại chỗ giúp đỡ các hộ dân bị ảnh hưởng, khắc phục thiệt hại do mưa đá gây ra để ổn định đời sống và sản xuất. Cảnh báo lốc sét mưa đá ở khu vực vùng núi Bắc Bộ. Kính thưa quý vị và các bạn, dự báo trong đêm nay, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa lớn cục bộ kèm theo lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Vì vậy, các địa phương cần chủ động ứng phó với tình hình thời tiết cực đoan. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của áp cao lục địa nén và đẩy rãnh áp thấp xuống Việt Nam kết hợp với hội tụ gió trên cao mực 1.500 mm, nên từ đêm nay, khu vực miền núi phía Bắc có mưa to kèm theo dông mạnh. Các tỉnh Bắc Bộ như Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn có mưa to cục bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi có nơi chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất toàn khu vực 19-22 độ C. Vùng núi có nơi dưới 19 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C. Để triển khai các biện pháp phòng tránh hiệu quả đối với diễn biến bất lợi của thời tiết, người dân cần chủ động đề phòng, không nên núp dưới gốc cây, không lùa gia súc đến các vùng vũng nước, ao hồ nhằm tránh sét đánh, có biện pháp bảo vệ nhà cửa, cây cối và hoa màu. Vùng cao chủ động ứng phó với mưa đá, dông lốc và sạt lở. Trong năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 22 đợt thiên tai, dông lốc làm 3 người chết, 1 người mất tích, hư hỏng hơn 600 căn nhà. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết cực đoan, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã có công văn số 15 yêu cầu các ngành, thành viên Ban Chỉ huy phòng chống tìm kiếm cứu nạn của tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai các biện pháp tích cực. Theo thống kê, trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra 22 đợt thiên tai làm 3 người chết, 1 người mất tích, hư hỏng hơn 600 căn nhà, thiệt hại về nông nghiệp gần 850 ha, nhiều công trình, cầu cống bị hư hỏng, ước tính thiệt hại hơn 160 tỷ đồng. Trong số khoảng 8 đến 10 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông trong năm 2023 có 2 đến 3 cơn bão. Áp thấp nhiệt đới được dự báo sẽ ảnh hưởng đến Yên Bái
và có khả năng cao xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan. Để chủ động ứng phó, các địa phương trong toàn tỉnh đã và đang chủ động triển khai các phương án phù hợp. Tại huyện vùng cao Trạm Tấu với đặc thù địa hình đồi núi cao, độ dốc lớn, dân cư sống phân tán theo các khe suối triền đồi, nên việc tuyên truyền nhắc nhở người dân chủ động phòng tránh mưa lũ được ưu tiên thực hiện. Huyện đã kiện toàn và xây dựng các kế hoạch phương án ứng phó với cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn, chỉ đạo các xã thị trấn kiện toàn xây dựng đội xung kích phòng chống thiên tai, rà soát các điểm sung yếu, nguy cơ sạt lở cao để người dân biết chủ động phòng tránh, vận động người dân di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm, có phương án sơ tán để đảm bảo không thiệt hại về người. Bà Nông Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên thông tin, Yên Bái là tỉnh miền núi, địa hình bị chia cắt, độ dốc lớn, trong khi lượng mưa trung bình năm lớn, nên những thiệt hại do mưa lũ gây ra là rất lớn, nhất là thiệt hại về cơ sở hạ tầng giao thông. Do vậy, ngành giao thông vận tải đã chủ động máy móc, phương tiện, sẵn sàng xử lý, khắc phục các điểm sạt lở trên 4 tuyến quốc lộ chạy qua 13 tuyến tỉnh lộ. Ông Nguyễn Văn Hoàn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Đường bộ cho biết, ngoài việc thường trực 24/24 giờ, công ty luôn bố trí dự phòng các biển báo, biển chỉ dẫn, rào chắn phân luồng và vật tư vật liệu tại 4 khu vực trọng điểm quốc lộ 32, có thể huy động độc lập hoặc phối hợp hỗ trợ khi cần huy động. Bên cạnh đó, các đội quản lý đường đều có tổ tuần tra, giả soát trên các tuyến, các đoạn quản lý. Đặc biệt thường xuyên tăng cường kiểm tra các tuyến đường, giả soát cầu cống, nền đường, hệ thống báo hiệu đường bộ tại các vị trí xung yếu, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Ngoài ra, các cơ quan thường trực bão lũ phải luôn sẵn sàng ứng phó, thực hiện mọi biện pháp xử lý tình huống một cách hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, hạ tầng cơ sở và công trình giao thông. Dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước, Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trời trở lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, có nơi dưới 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Phía Nam có nơi trên 31 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Riêng miền Đông 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình thời tiết của bản tin 24 giờ ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất cũng như các thông tin quan trọng về tình hình biển Đông ở trong khu vực thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới Nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.